Xin kính chào quý vị. Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Nông Duy Trường, Chủ tịch của Học viện Công dân. Ngày hôm nay tôi xin được giới thiệu với quý vị một tác phẩm dịch thuật mang tựa đề là Plato Toàn Tập. Plato Toàn Tập là tổng hợp của tất cả những tác phẩm mà Plato đã viết cách đây 2.500 năm. Thưa quý vị, Plato được hậu thế xem là cha đẻ của triết học Tây Phương. Và ông cũng là triết gia đầu tiên dùng thể văn đối thoại để viết những tác phẩm của mình. Chúng ta đọc đối thoại thì chúng ta sẽ có cảm giác như chúng ta đang đọc một câu chuyện giữa hai người đang đối đáp với nhau. Thưa quý vị, tư tưởng triết học của Plato quan trọng đến nỗi có học giả đời sau đã nói như thế này: là nếu mà có đem đốt hết tất cả các sách vở của nhân loại cũng chẳng hề ấn gì, nếu mà chúng ta còn giữ lại được cuốn Cộng Hòa. Và thưa quý vị, Cộng Hòa là một đối thoại quan trọng trong những đối thoại của Plato. Đối thoại Cộng Hòa không thôi đã dày tới hơn 600 trang. Thưa quý vị, Plato để lại cho đời 42 đối thoại, nhưng học giả đời sau nghiên cứu và cho rằng chỉ có 30 đối thoại mới chính thức là của ông. Và trong số 30 đối thoại này, tất cả 30 đối thoại này đã được giáo sư Đỗ Khánh Hoan bỏ ra hơn 10 năm trời chuyển dịch sang Việt ngữ từ nguyên tác tiếng Hy Lạp. Thưa quý vị, đây là một đại tác phẩm mà chúng tôi nghĩ rằng xứng đáng nằm trong tủ sách gia đình của quý vị. Giá của Plato Toàn Tập gồm 2 tập dày hơn 2.000 trang sẽ được bán với giá là 100 Mỹ Kim. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị ủng hộ cho chương trình dịch thuật của Học viện Công dân và liên lạc với Học viện Công dân theo địa chỉ trên màn ảnh. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.